Quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Tôi là Huyền Anh và tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www qznz vn và nền tảng Spotify của báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua luật phòng thủ dân sự với tỷ lệ tán thành cao. Xây dựng quy chế công tác phụ nữ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam xét duyệt nâng ngạch bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ năm 2023. tàu hải quân Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh thăm chính thức Việt Nam. Estonia mua tên lửa phòng không Mistral. Ít nhất 5 người Palestine thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Israel. Sáng nay, với tỷ lệ 94,94% ,94 tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng thủ dân sự. Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5, có 7 chương và 55 điều, quy định nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. Điều 34 của luật quy định rõ cơ quan chỉ đạo quốc gia, cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự theo đó, Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Điều 35 của luật cũng quy định lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi. Về quỹ phòng thủ dân sự, điều 40, đại đa số đại biểu Quốc hội đều đồng tình với việc có quỹ phòng thủ dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, ý kiến các cơ quan hữu quan bổ sung quy định về nguyên tắc việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách và giao chính phủ quy định việc điều tiết giữa các quỹ này như dự thảo luật. Hôm nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cụ thể, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giao Ban Phụ nữ Quân đội là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, soạn thảo quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam bổ sung sửa đổi phù hợp hiệu quả. Về bố cục, dự thảo quy chế công tác phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ nguyên tên gọi với bố cục gồm 5 chương 29 điều, giữ nguyên bố cục của quy chế 897. Về nội dung, Dự thảo quy chế kế thừa 20 điều mà nội dung còn phù hợp với quy chế 897, điều chỉnh bổ sung 9 điều để phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục ra soát lại toàn bộ nội dung dự thảo quy chế để thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo một lần cuối. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, người chỉ huy cơ quan chính trị các cấp đối với công tác phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội trong tình hình mới. Tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nâng ngạch bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị xét duyệt nâng ngạch bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ năm 2023. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã thảo luận bỏ phiếu tín nhiệm thống nhất, nhất trí nâng ngạch các chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ năm 2023 đối với 87 hồ sơ. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phổ biến, quán triệt đến các tổ chức cá nhân về tiêu chuẩn, quy chế và các văn bản khác có liên quan đến công tác xét duyệt chức danh đồng thời chú trọng việc quan tâm bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho những đối tượng này theo các quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày hôm nay tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 24 NQTU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam và kết luận số 31 KLTU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự Việt Nam. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nội dung của nghị quyết số 24 và kết luận số 31, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị của bộ ngành trung ương trên địa bàn, cụ thể hóa, đề ra nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo khả thi sát thực tiễn, triển khai toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ nghị quyết, kết luận đề ra phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Tại hội nghị, bên cạnh việc thảo luận phân tích, nêu bật đặc điểm tình hình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất một số nội dung giải pháp với cấp trên để thực hiện tốt hơn các nghị quyết kết luận trong những năm tiếp theo. Hôm nay, Ban tổ chức hội thi quân khu 9 đã đến chấm thi xe tốt, lái xe giỏi cấp cơ sở năm 2023 tại Lữ đoàn Pháo binh 6. Tham gia hội thi có 15 thí sinh là trợ lý xe máy, thợ sửa chữa và nhân viên lái xe trong toàn Lữ đoàn Pháo binh 6. Tại hội thi, các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết gồm các loại sổ sách giấy tờ theo xe, các nghị định, thông tư, quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, điều lệ công tác kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử truyền thống ngành xe máy quân đội, các chuẩn mực về văn hóa giao thông. Phần thi thực hành, các thí sinh lái xe vận tải hạng C, xe Camas vận tải hai cầu. Trong hình hạn chế kích thước gồm các tình huống, tiến, lùi số 8, qua vệt bánh xe, lái xe qua đường cát, đường trơn trượt, lái xe qua đường vòng gấp và dừng đúng đích. Phần thi xe tốt, các thí sinh kiểm tra một xe được chỉ định để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tốt nhất sau đó thực hành bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trên xe, cụm chi tiết của xe ô tô trong biên chế. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức và trình độ tay nghề của đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa, nhất là ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, đánh giá trình độ, năng lực khai thác, sử dụng, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng xe máy, kiến thức hiểu biết pháp luật giao thông đường bộ, nền nếp chính quy, công tác xe máy. Tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Hải đoàn 11 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với huyện ủy Thái Thụy tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Thụy Xuân, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Đoàn cũng tổ chức thăm tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện, trao 20 xuất quà tặng các gia đình chính sách ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 10 xuất quà và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tuyên truyền về luật Cảnh sát Biển Việt Nam 2018, luật thủy sản, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Những phần quà trên góp phần thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc. Sáng nay, tàu khu trục Izumo và tàu khu trục Samidare thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản do Thiếu tướng Nashiyama Takahiro, tư lệnh hạm đội tàu hộ vệ số 1 làm trưởng đoàn, cùng 599 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 20 đến 23 tháng 6. Đại tá Nguyễn Thái Học, Phó tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam, chủ trì lễ đón. Chuyến thăm Việt Nam của hai tàu thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản lần này là một trong những hoạt động cụ thể triển khai đề án kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023, tạo dấu ấn tích cực trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và thăm Học viện Hải quân phía Nhật Bản mời đại diện Việt Nam lên thăm tàu, tổ chức chiêu đãi và phối hợp cùng vùng 4 hải quân giao hữu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Estonia sẽ mua tên lửa phòng không Mistral theo một thỏa thuận mua sắm chung với bốn nước khác là Pháp, Bỉ, Síp và Hungary. Các điều khoản mua sắm sẽ do Pháp đàm phán, do so tên lửa Mistral được sản xuất bởi công ty Pháp MBDA. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepku, việc này sẽ giúp đưa tên lửa Mistral đến Estonia nhanh hơn, với mức giá phải chăng hơn và tăng cường mạnh mẽ hơn hợp tác với Pháp. Hiện Estonia đã có tên lửa Mistral, nhưng hệ thống vũ khí phòng không này cần được hiện đại hóa và tăng thêm lượng dự trữ. Việc các bộ trưởng quốc phòng NATO đã được thỏa thuận vào tuần trước về luân chuyển lực lượng phòng không sẽ giúp bảo vệ không phận Estonia tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, cấu trúc hệ thống phòng không NATO gồm nhiều lớp và Estonia muốn tự bảo vệ mình ở mọi cấp độ phòng không. Bloomberg hôm nay đưa tin, Tổng thống Pháp đã kêu gọi châu Âu không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong bài phát biểu tại một cuộc họp bên lề triển lãm hàng không Paris. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận nhiều vấn đề quốc phòng, trong đó có các cuộc đàm phán liên quan hệ thống phòng không chống máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và vấn đề gian đe hạt nhân. Ông Macron đã cảnh báo châu Âu về việc phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí từ bên ngoài châu Lục và khuyến nghị không nên mua những gì sẵn có mà mong muốn thúc đẩy sản xuất vũ khí, khí tài tại chỗ, xây dựng các hệ thống quân sự độc lập, sắp xếp lại sản xuất quốc phòng ở châu Âu và tăng cường tiêu chuẩn quốc phòng châu Âu. Trước đó, Pháp đã công khai chỉ trích các kế hoạch do Đức dẫn đầu nhằm cải thiện khả năng phòng không của châu Âu, dự án lá chắn bầu trời châu Âu, bắt đầu khởi động vào cuối năm ngoái và sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không của NATO. Dự án có sự tham gia của 17 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh nhưng không có Pháp. Theo CBC News, quân đội Israel mới đột kích một trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây, châm ngòi cho một ngày giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua giữa các lực lượng Palestine và quân đội Israel các lực lượng Palestine đã nổ bom bên đường, ngăn chặn quân đội Israel. Còn trực thăng vũ trang của Israel đã tấn công lực lượng Palestine để giải cứu binh sĩ mắc kẹt trong cuộc đọ súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phía Palestine cho biết, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương. Quân đội Israel cũng thông báo có 8 binh sĩ bị thương, 5 xe chiến đấu bộ binh bị hư hỏng nặng, buộc quân đội phải điều động máy bay trực thăng tham gia chiến dịch sơ tán binh sĩ. Đây là lần đầu tiên một trực thăng vũ trang được sử dụng ở bờ Tây bị chiếm đóng trong hai thập kỷ qua. Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.